sự đồng thuận ủng hộ được như ngày hôm nay. Xin mời các cổ đông nghỉ giải lao khoảng 15 phút. Kính thưa đại hội, hôm nay đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần thủy sản số 1, chúng ta rất vinh dự được đón anh Mai Xuân Phong, trưởng phòng tổ chức nhân sự của tổng công ty cổ phần thủy sản số 1 về tham dự đại hội cùng với chúng ta. Sau đây chúng ta cũng xin phép là để anh Mai Xuân Phong có đôi lời phát biểu về cái nhận định của tổng công ty với cái hoạt động hiện tại của công ty cổ phần thủy sản số 1. Thưa đại hội, trước đây thì tiền thân của công ty cổ phần thủy sản số 1 là một thành viên của tổng công ty thủy sản Việt Nam, cho nên những cái bước đi cũng như những định hướng của tiền thân cũng từ tổng công ty thủy sản Việt Nam định hình ngày hôm nay chúng ta. Cho nên một cái sự phát biểu, một cái sự động viên khích lệ từ tổng công ty cổ phần thủy sản Việt Nam cũng là một cái sự khích lệ đối với tập thể ban lãnh đạo của công ty cổ phần thủy sản số 1. Xin trân trọng mời anh Mai Xuân Phong. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa toàn thể quý cổ đông của công ty cổ phần thủy sản số 1. Trước tiên cho tôi xin được thay mặt lãnh đạo tổng thủy sản Việt Nam xin lời cảm ơn đến đoàn chủ tịch cũng như quý đại hội đã cho cái cơ hội của cho tổng ty thủy sản Việt Nam được phát biểu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Xin cảm ơn. Thưa đại hội, Seabrook tổng thủy sản Việt Nam là một trong những cổ đông lớn của công ty cổ phần thủy sản số 1. Năm 2012 là có thể nói là một cái năm đầy khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như đối với ngành thủy sản và công ty cổ phần thủy sản số 1 nói riêng. Và như các vị quý vị thấy là hàng loạt các cái doanh nghiệp thủy sản trong ngành thủy sản phải giải thể, phá sản, phải đóng cửa. Tuy nhiên công ty thủy sản cổ phần thủy sản số 1 chúng ta đã đạt được những cái kết quả sản kinh doanh năm 2012, một cái kết quả đáng khích lệ. Và tổng thủy sản chúng ta, thủy tài sản chúng tôi rất là thấy rằng cái sự đóng góp của công ty thủy sản số 1 đối với ngành thủy sản nói chung cũng như là tổng thủy sản Việt Nam nói riêng là rất là đáng là khâm phục, khích lệ trong bối cảnh kinh tế như hôm nay. Kính thưa quý vị, Seabrook là như tôi đã nói là một trong những cổ đông lớn của công ty thủy sản số 1, và chúng tôi luôn luôn thông qua người đại diện chúng tôi luôn quan tâm và theo dõi cũng như là hỗ trợ thông qua người đại diện đối với công ty thủy sản số 1. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cái bộ phận tham mưu cho hội đồng viên cũng như ban tổng đốc theo dõi, thông qua người đại diện theo dõi các cái hoạt động của các doanh nghiệp mà Seabrook tham gia vốn và các doanh nghiệp trên sàn và các cái doanh nghiệp mà công ty có đầu tư tại các doanh nghiệp. Trong cái buổi đại hội cổ đông thường niên ngày hôm nay thì tất cả các ý kiến, các cái tờ trình của đại hội Seabrook chúng tôi thông qua người đại diện cũng đã về cơ bản chúng tôi đã ủng hộ. Tại cái đại hội ngày hôm nay, tuy nhiên có hai cái ý mà chúng tôi muốn ở đây muốn trao đổi thôi. Chúng tôi cái thứ nhất là cái tìm kiếm mời đối tác mà tham gia cái dự án là SG1 Plaza, thì chúng tôi thấy là trong tình trạng và cái thị trường bất động sản chúng ta đang còn hết sức khó khăn và không biết là khó lường, nên là cũng mong muốn là khi mà hội đồng quản trị mà tìm kiếm được đối tác để đầu tư thì trước khi thực hiện thì cũng nên hội đồng quản trị nên cân nhắc là xin ý kiến của các cổ đông để giảm cái áp lực cho hội đồng quản trị cũng như ban điều hành. Đó là ý thứ nhất.
Ý thứ hai là đối với cái việc mà chúng ta tham gia 20% vốn vào cái trường đại quan hiến bằng tài sản thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là công hội đồng quản trị và ban điều hành nên thuê một công ty mà định giá để xác định cái tài sản của chúng ta góp vốn, và khi mà triển khai thực hiện thì cũng nên là lấy ý kiến của đại cổ đông, nên lấy ý kiến của có thể là bằng văn bản đối với các cổ đông. Chúng tôi có hai cái ý kiến như vậy, và tất cả các cái tờ trình mà đại cổ đông thì chúng tôi đều ủng hộ, ngay cả hai ý kiến tôi vừa phát biểu thì cũng ủng hộ và cũng ủy quyền cho hội đồng quản trị và ban điều hành để là thực hiện việc đó. Tuy nhiên tôi kiến nghị với hội đồng quản trị cũng như ban điều hành như vậy. Thưa toàn thể quý cổ đông, năm 2013 là một năm có thể nói là tiếp tục có những khó khăn đối với ngành thủy sản. Như các vị đã biết, chúng tôi cũng rất là mong muốn là một cái cổ đông của công ty, cũng mong muốn là hội đồng quản trị cũng như là ban điều hành cố gắng vượt qua những khó khăn để hoàn thành cái nhiệm vụ mà cổ đông giao cho hội đồng quản trị cũng như là ban điều hành. Một lần nữa xin kính chúc chủ tịch đoàn cũng như toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe và chúc cho đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn. Cảm ơn ý kiến của anh Mai Xuân Phong cũng như cái phát biểu gửi gắm cái sự ủng hộ đối với hội đồng quản trị của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. Kính thưa đại hội, vừa qua chúng ta nghe phát biểu của anh Mai Xuân Phong với tư cách là đại biểu tham dự, nhưng mà anh Mai Xuân Phong cũng thông qua đại hội cổ đông gửi gắm cho đoàn chủ tịch cũng như hội đồng quản trị hai vấn đề. Tôi cũng xin phép đại hội cho tôi được trả lời với anh Mai Xuân Phong. Dù sao là tư cách đại biểu, nhưng mà tổng công ty thủy sản với công ty cổ phần thủy sản của chúng ta cũng là một nhà, cho nên chúng ta có thể là chia sẻ cũng thoải mái. Về cái tờ trình làm việc với đối tác mới để thực hiện dự án Laser 1 Laser cũng như là thay đổi công năng trên cái khu đất là 1004 A Âu Cơ, thì trong năm 2012 vừa qua cũng như cái tờ trình vừa rồi của anh Trần Đức Dũng, thì trong năm 2012 công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh cũng như công ty chứng khoán Đà Nẵng họ đã thể hiện cái chủ trương là muốn rút vốn ra khỏi cái hợp đồng hợp tác đầu tư vào dự án Laser 1 La Giang. Cho nên thời điểm đó thì công ty cổ phần phát triển Hùng Hậu có cái ý là muốn chuyển nhượng cái phần đó với BCCI cũng như là chứng khoán Đà Nẵng. Thì thật sự mà nói, để chuyển nhượng cái đó giống như chúng ta để tiếp tục duy trì dự án Laser 1 La Giang trong thời điểm thị trường bất động sản tương đối khó khăn. Và cái chủ trương của hội đồng quản trị họp cũng quyết định cũng rất là kiên quyết, đó là chúng ta phải tiếp tục thực hiện cái dự án Laser 1 La Giang tại miếng đất 1004A này. Và hội đồng quản trị cũng bàn tất phương án là sẽ thay đổi công năng. Thì đại hội chúng ta cũng biết là tình hình bất động sản những căn hộ thời gian qua, nếu mà chúng ta tiếp tục đầu tư vào thì cái khả năng thành công dự án này tôi nghĩ là nó hơi thấp. Cho nên hội đồng quản trị đang đưa ra một vài phương án mới, trong đó có cái phương án về thay đổi công năng gọi là văn phòng cho thuê, và chúng ta đã có một cái đối tác có khả năng là thuê cái số lượng lớn cái diện tích mặt bằng cho thuê chúng ta. Xin báo cáo đại hội là hôm nay thì đoàn chủ tịch có thể là chia sẻ thông tin tới đây về cái vấn đề dự án 1004A Âu Cơ. Còn cái về mà góp vốn vào đầu tư giáo dục vào trường đại học Văn Hiến thì cái tờ trình chính thức là chúng ta góp vốn bằng tài sản hình thành trên cái diện tích đất là 624 là số mới, nhưng số cũ của chúng ta là 536, là cái xí nghiệp đầu tiên mang cái mã số xuất khẩu là DL01. Thì chúng ta đã trong thời gian năm 2012 vừa qua là chúng ta đã thay đổi xây dựng để từ một cái cơ sở chế biến thủy sản thành một cái cơ sở là văn phòng. Và tới ngày hôm nay nếu mà các cổ đông mà có thời gian đi qua, tôi cũng mời những cổ đông ghé qua, thì cơ sở này cũng tương đối là hoàn
chỉnh và khang trang. Thì dựa trên đó thì hội đồng quản trị cũng đã đề xuất xin ý kiến đại hội cổ đông là chúng ta góp vốn bằng cái tài sản hình thành trên đất mà thông qua một công ty là kiểm định độc lập. Thì trong cái tờ trình tôi cũng là có đề nghị là công ty này, và sau khi đó thì tôi cũng thống nhất là hội đồng quản trị sẽ trong cái tờ trình cũng sẽ là xin ý kiến của đại hội cổ đông về cái giá trị cũng như là về cái tỷ lệ. Ở đây chúng ta không thể chốt tỷ lệ 20% được, vì chúng ta là chưa biết cái tài sản này nó định giá được bao nhiêu. Và cái trường đại học Dân Hiến thì sau khi họ mời chúng ta tới thì cái tỷ lệ, cái vốn điều lệ của Dân Hiến là bao nhiêu, cho nên số lượng 20, cái con số 20% này là con số dự kiến. Xin báo cáo đại hội như thế. Kính thưa đại hội, vừa qua thì các tờ trình của đoàn chủ tịch cũng tương đối là để cho đại hội chúng ta nắm khái quát hơn, nhiều hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thủy sản số 1 năm 2022 vừa qua. Nhưng mà ở đây cho phép tôi xin được chia sẻ với đại hội đồng cổ đông về một số cái định hướng trong thời gian sắp tới mà ở đây là hội đồng quản trị đã có dự kiến. Vừa qua tôi có nghe ý kiến một đại hội cổ đông về hỏi tôi là ý kiến là định hướng sắp tới của thủy sản số 1 chúng ta là có tập trung sản xuất thủy sản không, hay là chúng ta thực hiện một số dự án khác. Tôi cũng xin thưa với đại hội rằng là công ty cổ phần thủy sản số 1 chúng ta là có mục tiêu, cái sứ mệnh hoạt động của công ty là chúng ta sản xuất chế biến thủy sản để xuất khẩu. Cho nên một trong những cái vấn đề quan trọng và cái thời lượng chiếm phần lớn trong việc làm của hội đồng quản trị như ban điều hành đó là duy trì phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản tại công ty cổ phần thủy sản số 1. Mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã đầu tư bài bản và đầy đủ ở cái khu công nghiệp Tân Phú Trung, và trong cái lộ trình sắp tới nếu mà cái việc mà phát hành thêm chúng ta hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ mở rộng tiếp một cái phân xưởng sản xuất tại Củ Chi để duy trì cái hoạt động. Sau khi mà nếu chúng ta thực hiện dự án Lotus 1 Plaza tại 1004A thì cái năng lực sản xuất chúng ta vẫn duy trì. Và vừa qua là ban lãnh đạo công ty đã khảo sát và có khả năng là chúng ta sẽ sử dụng một phần những cái nhà kho hiện giờ chúng ta đang làm bao bì, có thể sử dụng một phần cho việc chế biến thủy sản để nâng thêm cái công suất của nhà máy. Còn việc mà thực hiện góp vốn vào đầu tư giáo dục cũng như là khai thác dự án Lotus 1 Plaza thì tôi thì cũng hôm nay cũng chia sẻ thật lòng với cổ đông. Trong cái thời gian mà tôi được tham gia cái điều hành ở góc độ hội đồng quản trị thì tôi có rà soát là cái thông tin, cái tình trạng pháp lý cũng như là cái hiện trạng của CEOCO chúng ta, và chúng ta cũng phải có một vài vấn đề chúng ta phải hoàn chỉnh các thủ tục để chúng ta chính thức là người sở hữu hợp pháp đúng pháp luật ở các cái khu đất mà chúng ta đang mà được tiếp quản và khai thác. Thì dự án 624 tại cái chúng ta dự định góp vốn vô cái trường đại học Văn Hiến thì đây là đất nhà nước giao cho chúng ta tiếp quản, và sắp tới chúng ta phải chuyển nhượng từ cái đất là thuê sang cái đất là giao. Thời gian vừa qua năm 2012 thì hội đồng quản trị cũng như ban tổng đốc đã làm được một việc, đó là ở đây không báo cáo đại hội nhưng mà là làm việc cũng tương đối là quan trọng, là chuyển cái đất mà hồi này chúng ta chỉ tiếp quản không có giấy tờ hợp lệ chưa đầy đủ thành cái đất là chúng ta được thuê dài hạn 50 năm và trả tiền hàng năm ở cái chỗ 624 Mao Cơ. Thì sắp tới đây là chúng ta sẽ định giá thuê một công ty độc lập định giá để góp vốn vô cái trường Nhân Hiến bằng cái nguồn vốn mà chúng ta năm rồi cũng đã đầu tư sửa chữa cơ sở lại. Thì dựa trên cái đó thì chúng ta có được một cái giá trị mới, thì cái này góp vốn vô nó sẽ làm cái thặng dư cho cái cho cổ phiếu của chúng ta và cho tổng cái nguồn vốn của chúng ta. Thì tôi nghĩ đây cũng là một tín hiệu tốt về để cái giá trị của tổng công ty của công ty sẽ tăng lên. Bên cạnh đó miếng đất 1004A Âu Cơ thì nó cũng tương tự với miếng đất của 624. Hội đồng quản trị cũng giao cho các ban dự án đang triển khai và đang sửa chữa dần và cũng như đang tiến hành làm các thủ tục cho nó đầy đủ thủ tục theo pháp luật để chúng ta sở hữu nó là tương đối là đúng pháp luật. Còn bây giờ chúng ta đang là tiếp quản cũng như là sử dụng các phần trước năm 2005 trở lại. Tôi nghĩ là
với cái quyết tâm của hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm của ban lãnh đạo công ty, thì cái việc mà duy trì, bảo tồn, phát huy cái tài sản hiện tại của CEOCO đó là sứ mệnh rất là quan trọng của hội đồng quản trị cũng như tập thể ban lãnh đạo công ty. Cũng xin báo cáo đại hội cổ đông về những cái chuyện mà chúng ta cũng phải là công khai hội đồng cổ đông cái chuyện mà hội đồng quản trị đang làm. Ngoài những lý do đó thì tôi cũng xin phép là đại hội cổ đông, nếu mà cổ đông nào, đại hội nào có thêm những câu hỏi về những ý kiến thì để cho phép đồng chủ tịch cũng trả lời cho cổ đông nắm rõ hơn về tình hình phát triển cũng như là thời gian hoạt động vừa qua của công ty cổ phần thủy sản số 1 chúng ta. Xin phép mời các cổ đông cho ý kiến. Xin phép các cổ đông, nếu cổ đông nào có ý kiến gì mà chút xíu thôi tôi cũng sẽ lại trả lời ngay tại đây. Cái nào ví dụ tôi trả lời được thì trả lời ngay tại đây, thì còn không tôi sẽ bàn với đoàn chủ tịch. Thì để làm gì là chúng ta biết là tình hình khó khăn, thị trường chứng khoán nó cũng giảm, đúng như cái từ mà chuyên môn là giảm sâu. Thì bây giờ chúng ta cũng phải có một cái le lói là về cái vấn đề mà tín hiệu tích cực. Thì tín hiệu tích cực hiện giờ ở đây về cái hoạt động sản xuất thường và sản xuất thủy sản của chúng ta, từ khi tôi tiếp nhận vị trí mà đại hội đồng bầu là chủ tịch thì tôi đã có một cơ cấu tương đối quan trọng, đó là làm sao để giảm cái phụ thuộc vào một số khách hàng lớn. Cho nên chúng ta phải cơ cấu là chia ra khách hàng với cái tỷ lệ là chấp nhận được. Ví dụ thời gian trước chúng ta có thể có một khách hàng chiếm là 40-50% cái thị phần chúng ta, thì bây giờ chúng ta cơ cấu nó giảm xuống còn khoảng 20-25%. Thì con số này tôi nghĩ là con số là tương đối an toàn với một công ty mà xuất khẩu là chủ lực của chúng ta. Còn về cái mặt hàng mà thủy sản mà chúng ta đang sản xuất chính, thì phần lớn thời gian qua chúng ta tập trung khai thác ở một số cái mặt hàng và đánh bắt là hải sản. Thì tôi cũng có báo với hội đồng quản trị cũng hợp cũng như lấy ý kiến của các cái vị tiền nhiệm trước, thì sau đó cũng là cơ cấu là giảm dần cái tỷ lệ mà đánh bắt ở biển và chủ động hơn cái tỷ lệ ở nuôi trồng nội địa. Thì vừa qua chúng ta đã tăng được tỷ lệ vừa phải ở đến mức là mặt hàng cá. Tuy nhiên mà nói với thị trường ra ở cái mặt hàng giá trị gia tăng cá thời gian vừa qua tôi cũng chưa có hài lòng ở ban điều hành, cho nên tôi đề nghị là ban điều hành thời gian qua cũng nên tăng cường cái mặt hàng mà cái nguyên liệu là chủ động, thì như thế nó sẽ ổn ổn định hơn cái tình hình sản xuất của chúng ta. Nhưng mà một công nhân chúng ta giờ tập thể của chúng ta khoảng 700 người, mà nếu mà cái đơn hàng nguyên liệu mà đánh bắt mà lỡ nó không có thì lúc đó nó kẹt cho tình hình sức chúng ta. Thì ban lãnh đạo công ty đã có chủ động về tăng cái tỷ lệ này, và tôi nghĩ là dần dần chúng ta sẽ ổn định và phát triển bền vững hoàn toàn được, chủ động hoàn toàn dưới tình hình khó khăn hiện nay. Tôi xin phép mời các cổ đông tham gia ý kiến. Nếu ví dụ cổ đông không tham gia ý kiến thì xin phép là đề cử chú Phát. Chú Phát có tham gia không? Nắm bắt một số ý kiến cho đại hội chú Phát. Thưa chủ tịch đoàn, thưa đại hội đồng cổ đông, hôm nay tôi phát biểu với tư cách như cổ đông, thì một cái cảm giác của tôi tức là hài lòng về cái hoạt động cái hội đồng mới và cái tương lai, cái định hướng về cái sự phát triển của công ty trong cái hoàn cảnh của các xí nghiệp chế biến thủy sản, hải sản cổ phần quốc dân của cả nước đang rất nhiều khó khăn, mà chúng ta phát triển được như vậy đó là cái sự cố gắng rất là lớn. Và
trên thực tế đã đem lại cái kết quả mong muốn, và cái hy vọng của sắp tới thì thấy định hướng đúng với những cái dự kiến đầu tiên mà từ khi thành lập cái công ty cổ phần thủy sản số 1 năm 2000. Trong suốt hơn 10 năm qua, công ty cổ phần thủy sản số 1 luôn luôn phát triển một cách vững chắc. Cổ tức hàng năm, giá trị doanh nghiệp và đặc biệt trong các hoạt động điều hành hết sức minh bạch rõ ràng để mang lại cái quyền lợi lợi ích của các cổ đông. Vì suy cho cùng, khi một cái doanh nghiệp mà cổ phần hóa, kỳ vọng của những người mua cổ phần, cổ phiếu đều mong làm sao là cái công ty đó phát triển để đảm bảo cái quyền lợi của các cổ đông, cũng như là để đảm bảo một cái sự ổn định lâu dài cho những cái cổ phiếu, cổ phần mình đã tham gia đầu tư vào đây. Thì đó là một cái cảm nhận mà tôi thấy rất là hài lòng trong cái thời gian vừa qua. Cũng cho phép tôi xin nhắc lại một chút để thấy cái truyền thống của nó, tức là cái công ty cổ phần thủy sản số 1 được thành lập năm 2000, nó tiếp tục cái sự phát triển của cái doanh nghiệp mà từ khi mới giải phóng thành lập cho đến nay. Thì đến nay 2011-2012 thì nói rất là thẳng thắn thì nó đã chuyển qua một cái hình thức chủ sở hữu mới rồi. Và cái xí nghiệp này cũ trước đây là chúng tôi thấy rất là tự hào, là gì, là một trong những cái doanh nghiệp mà nó có từ cái huy chương lao động hạng ba, hạng nhì, hạng nhất, có từ cái mã số mà đăng ký vào cốt châu Âu, rồi cái ISO vân vân, đều là hàng đầu của cái ngành. Mà trong cái tình hình khó khăn hiện nay, với một cái giá trị vốn điều lệ nó khiêm nhường, nhưng mà một cái tài sản tiềm ẩn thì tôi cho rằng là nó cũng là khá lớn. Và lần này là hội đồng quản trị cũng như là hội đồng cổ đông thông qua theo nhiều cái định hướng mở rộng cái hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như là đa dạng hóa cái sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa cái mặt hàng nội địa cũng như xuất khẩu. Thì cái tổng thể là chúng tôi cảm thấy là rất là phấn khởi và hài lòng, và xin chúc cho lãnh đạo của công ty cũng như là các cổ đông luôn luôn là quan tâm gắn bó với cái công ty của chúng ta, để càng ngày công ty chúng ta càng phát triển và càng ngày càng đem lại lợi ích cho các cổ đông cũng như là lợi ích chung. Xin trân trọng cảm ơn anh chú Pháp, một người tiền nhiệm và một người hiện vẫn là tuy là không tham gia vô cố vấn cho hội đồng quản trị nữa, nhưng mà ý kiến của chú luôn luôn là một trong những cái ý kiến quan trọng để hội đồng quản trị là ghi nhận cũng như là xây dựng. Tiếp theo ý kiến của chú Pháp thì tôi đề nghị tôi xin phép là cổ đông nào có thêm ý kiến không? Tiếp theo chương kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình sau khi phần hỏi đáp chúng ta, nếu mà không có cổ đông xin ý kiến thì tôi xin phép là cho tiếp theo chương trình là mời anh Nguyễn Tú Kỳ là lên thông qua biên bản cũng như cái nghị quyết về đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty cổ phần thủy sản số 1. Xin mời anh Nguyễn Tú Kỳ. Kính thưa đại hội, thay mặt cho thư ký đoàn, tôi xin đọc nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty cổ phần thủy sản số 1. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 4 năm 2013. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Căn cứ luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần thủy sản số 1. Căn cứ quy chế làm việc đã
đã được thông qua tại đại hội ngày 16 tháng 4 năm 2013. Căn cứ vào biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2013. Ngày 16 tháng 4 năm 2013, công ty cổ phần thủy sản số 1 đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại khách sạn New World, 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 62 cổ đông sở hữu và đại diện nắm giữ 3.601.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Cổ phần biểu quyết 3.848.990. Đại hội đã tiến hành thảo luận biểu quyết và thống nhất quyết nghị điều 1 thông qua báo cáo hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013. Hoạt động kinh doanh năm 2012 chỉ tiêu doanh thu 330.182.436.538 đồng, doanh số xuất khẩu 11.005.351 USD, lợi nhuận trước thuế 14.609.327.766 đồng, lợi nhuận sau thuế 11.749.352.398 đồng. Kế hoạch kinh doanh năm 2013 chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2013 300% thực hiện so với 2012 90,9%, doanh số xuất khẩu 13 triệu đô phần trăm thực hiện so với 2012 118,1%, lợi nhuận trước thuế 15 tỷ phần trăm thực hiện so với 2012 102,7%, cổ tức 17% một năm phần trăm thực hiện so với 2012 113,3%. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%. Điều 2, thông qua báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2012. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%. 12, thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 như sau. Chỉ tiêu nhóm lợi nhuận 2.859.757.368 đồng. Lợi nhuận sau thuế 11.762.402.860 đồng. Tài chính 587.467.620 đồng. Quỹ khen thưởng 587.467.620 đồng, 352.480.572 đồng. Thưởng cho ban giám đốc và cán bộ chủ chốt 352.480.572 đồng. Lợi nhuận chưa phân phối 3.506.988.390. Ban kiểm soát thư ký năm 2013 giữ nguyên thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký năm 2013 là 3% lợi nhuận sau thuế, thuế thu nhập cá nhân. Điều 5, thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty theo hướng dẫn thông tư 121 thông tư Bộ Tài chính. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% sau. Đợt 1, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có giá 12.000 và quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 41 sau khi hoàn tất phát hành đợt 1. Đợt 3, phát hành cổ phiếu bán cho cán bộ công viên chỉ bán cho cấp quản lý có giá 10.000 đồng trên cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành đợt 2. Án thủ tục phát hành niêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của luật chứng khoán trên tinh thần mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông công ty. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%. Điều 7, thông qua tờ trình giao cho hội đồng quản trị làm việc với đối tác mới là công ty cổ phần phát triển Hậu để tiếp tục thực hiện dự án tại 1004 thay đổi công năng phù hợp tình hình kinh tế hiện tại. Thống nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ đúng theo các nội dung trong các tờ trình nêu trên, yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Các thời gian ủy quyền các nội dung trên từ khi được đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho đến khi thực hiện hoàn tất đúng theo quy định pháp luật. Xin cảm ơn đại hội. Cho phép tôi được thay mặt công ty cổ phần thủy sản số 1 của chúng ta xin mời tất cả các đại biểu tham dự được cơm trưa thân mật với đại hội chúng ta tại cái nhà hàng tại đây. Xin thủy sản số 1 thay mặt cho các chủ thay được thay mặt và chúng tôi xin có lời hứa là sẽ cố gắng và hoàn thành thực hiện chỉ tiêu của đại hội cổ đông đã đề ra. Xin phép mời tất cả của chúng ta dùng bữa cơm trưa thân mật với công ty của chúng ta. Nhà hàng ở
hội trường á,